con chuột của bạn không hoạt động tốt. Bạn pha mãi mà vẫn không có PP vì chớp. Đã đến lúc từ bỏ con chuột và tablet cúi bắp của các bạn rồi. Vậy bạn đã tìm được đúng chỗ rồi đấy. Đây là tablet 3F-600 lần đầu tiên được giới thiệu bởi người chơi Hiền Ma hay còn gọi là Gutsay trên kênh chat Osu Vietnamese. Tablet này là tablet đời mới được ra mắt vào ngày 6 tháng 9 năm 2019, có support rate lên tới 6969 RPS và có active area lên đến 69mm, kết nối 12mm, thật là to phải không các bạn? Đây đúng tablet hiện đại nhất hiện nay dành cho những người chơi Osu hàng đầu, thật không tin nổi. Với chiếc tablet này, bạn không phải lo không có PV vì chốc nữa. Aura của người chơi Hiền Ma sẽ tinh nhập vào bạn mỗi khi bạn sử dụng chiếc tablet này, mang lại êm không thua kém người chơi hàng đầu thế giới Cookie Easy. Bạn vẫn chưa thấy hiệu quả của chiếc tablet này ư? Vậy thì anh xem đánh giá của người dùng với chiếc tablet này. Trước đây tôi chỉ là một thằng 6 số sử dụng chiếc Wacom CTL480 và chốc liên tục không thể phang nổi Mac 3 sao. Nhưng giờ đây tôi đã có chiếc 3W-600 này, tôi đã có thể vẩy Freedom Die PP tăng vèo vèo. Vậy còn chần chờ gì nữa, hãy liên hệ ngay số điện thoại 1337-69420 để mua ngay chiếc tablet này với giá chỉ 4.269.000. Đặc biệt nếu bạn là cư dân của tiểu vương quốc Thanh Hóa và bạn là 6 số trong Osu, đã có thể sử dụng chiếc tablet này được giảm 69%. Còn chần chờ gì nữa, hãy mua ngay hôm nay. 3W-600, tablet của mọi nhà.